bữa nay là ngày rằm, 15 ngày rằm nên là ở trên cầu rất là đông, với cả ở đầu năm nữa, rằm đầu năm nữa, rằm tháng giêng á, rằm tháng giêng khá là lớn nên là mọi người tới đây rất là đông, chen mãi mới vô này. Thấy cầu ở đường này hai bên để quá trời xe luôn á, thì trên cầu ở ngay phía trước kia ngồi nè. Bữa nay đông nên là trật tự nó dẹp hết tiêu mấy cái tiệm đồ ăn rồi nên là hết ăn uống rồi đây à. Đây đông quá trời đông, những cái dinh cầu. Dinh cầu là một cái dinh mà được xây dựng rất là lâu rồi. Hồi trước thì nó chỉ là một cái nhỏ thôi, sau nhiều lần trùng tu thì nó đã lớn dần rồi. Thì nó ở trên một cái mỏm đá giống hình đầu con rùa á. Thì những người dân ở đây đi chài ở đây á, thì họ hay lên đó họ cứng á. Thank you.
cũng